Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin buộc thôi việc một người đang ở trong trại giam. AFA tiếng Việt ngày 9 tháng 6 loan tin kỷ luật buộc thôi việc cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Theo đó, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã bị kỷ luật buộc thôi việc do có khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Quyết định buộc thôi việc đối với ông Nam do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký và được truyền thông loan tin trong ngày 9 tháng 6. Hình ảnh tin trên AFA. Theo quyết định, AFA cho biết ông Nam bị buộc thôi việc do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam được thực hiện từ ngày công bố quyết định 735 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí Thư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm trước đó ban bí thư đã quyết định khai trừ đảng đối với ông vũ hồng nam theo afa ông vũ hồng nam được xác định là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nhận hối lộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quyết định nêu rõ vi phạm của ông Vũ Hồng Nam đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao. Tháng 12 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ đối với ông Vũ Hồng Nam liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Ông Vũ Hồng Nam sinh năm 1963 tại Nam Định, vào năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng thời là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Từ tháng 8 năm 2018, ông Nam được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, AFA cho hay. Quyết định buộc thôi việc được đưa ra ở thời điểm này có phần khá kỳ lạ, bởi vì ông Vũ Hồng Nam đã bị bắt tạm giam từ tháng 12 năm 2022. Như vậy, không lẽ ông Nam ở trong trại giam mà vẫn tiếp tục làm việc, những người cùng bị bắt với ông Nam có bị buộc thôi việc. Hình ảnh cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam. Được biết vụ chuyến bay giải cứu đến nay đã có 51 người bị khởi tố, trong đó có rất nhiều cán bộ ngành ngoại giao, những lãnh đạo cao cấp của ngành ngoại giao bị bắt giữ, ngoài ông Vũ Hồng Nam có thể kể đến như ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý cựu phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, ông Tô Anh Dũng cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola. Vụ án này còn khiến cựu phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh mất chức vì phải chịu trách nhiệm chính trị. Ngoài ra, vụ án này còn liên quan đến các quan chức địa phương và các bộ ban ngành khác. Chuyến bay giải cứu là một trong những vụ đại án tham nhũng của Việt Nam trong năm 2022. Vụ án này xảy ra trong giai đoạn 2020-2021 khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh toàn cầu. Ở thời điểm ấy, Việt Nam và hầu như các quốc gia đều tạm dừng các chuyến bay thương mại, nhưng nhu cầu của người Việt ở nước ngoài mong muốn được về nước rất lớn. Do đó, chính quyền đẻ ra các chuyến bay nhân đạo mang tên giải cứu, tùy mang danh nhân đạo mang danh giải cứu, nhưng giới chức ngoại giao đã bày ra những thủ tục rất rườm rà, rắc rối, giá vé thì bị đẩy lên rất cao để trục lợi. Kết quả điều tra của cơ quan công an được truyền thông nhà nước công bố cho thấy đã có gần 2.000 chuyến bay giải cứu được thực hiện. Mỗi chuyến, những kẻ liên quan bỏ túi vài tỷ đồng. Người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ này là ông Phạm Trung Kiên, nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế với số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng. Đây cũng là vụ án tham nhũng có mức truy tố cao nhất từ trước đến nay, với 18 người bị truy tố ở khung từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin buộc thôi việc một người đang ở trong trại giam. Chính phủ Đức lên tiếng về vụ bắt giữ bà Hoàng Thị Minh Hồng. Ngày 8 tháng 6, VOA Tiếng Việt loan tin Đức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động Hoàng thị Minh Hồng. Theo đó, chính phủ Đức ngày 7 tháng 6 đã bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam, đồng thời cảnh báo rằng một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la gần đây để giúp Việt Nam loại bỏ than đá, cần có sự tham gia của các nhà hoạt động xã hội dân sự. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, bà Hoàng Thị Minh Hồng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào tuần trước theo một lệnh tạm thời với cáo buộc trốn thuế. Báo cáo cho biết bà Hồng là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thứ năm bị bắt ở Việt Nam vì cáo buộc trốn thuế trong 2 năm qua. VOA dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức nói vụ bắt giữ bà Hồng và những người khác là một tín hiệu đáng báo động đối với các tổ chức xã hội dân sự trên cả nước cũng như đối với việc bảo vệ môi trường và khí hậu. Chúng tôi cũng xem vụ bắt giữ này là nghiêm trọng liên quan đến việc tiến hành sắp tới đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETB đã được thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước G7, Đan Mạch và Na Uy. VOA cho biết thỏa thuận này được thống nhất vào cuối năm 2022, chứng kiến hai quốc gia Bắc Âu và nhóm 7 nước công nghiệp phát triển giàu có cam kết tài trợ 15,5 tỷ đô la để giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ điện than sang năng lượng tái tạo. Thỏa thuận này giúp Việt Nam giảm phát thải rồng xuống bằng zero vào năm 2050, một mục tiêu mà các chuyên gia cho rằng cần phải được đáp ứng trên toàn cầu để hạn chế sự hâm nóng toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Đây cũng là một trong số thỏa thuận mà các quốc gia đang phát triển và giàu có đang đàm phán để đáp ứng cho các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Thỏa thuận đầu tiên như vậy đã được ký với Nam Phi vào năm 2021 và một thỏa thuận tương tự đã được đạt được với Indonesia vào năm ngoái, VOA cho hay. Theo Bộ Ngoại giao Đức cho biết sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình này được đính kèm rõ ràng trong thỏa thuận với Việt Nam theo chỉ thị của chính phủ Đức. Những người bảo vệ khí hậu và môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng đóng một vai trò không thể thiếu, Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh. Hình ảnh Việt Nam được hỗ trợ gói chuyển đổi xanh 15,5 tỷ USD. Tuy nhiên, một bài báo khác của VOA nhận xét điều trớ trêu mà các nhà hoạt động môi trường hiện nay lại có rất ít không gian để hoạt động vì những người hoạt động về khí hậu có chiến dịch mở đường cho JETB đều bị bỏ tù vì tội trốn thuế mà nhiều người tỏ ra nghi ngờ về cáo buộc này. Theo đó, bà Hoàng Thị Minh Hồng, là một nhà hoạt động môi trường thứ năm bị bắt tại Việt Nam. Sau ông Phan Mai Lợi, ông Đặng Đình Bách, bà Nguyễn Thị Khanh và ông Bạch Hùng Dương, hầu hết tất cả các nhà hoạt động đều bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Theo các chuyên gia nhân quyền nói, các vụ bắt giữ này là một phần của chiến dịch đàn áp các nhóm xã hội dân sự trong những năm gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đài NPR của Mỹ, để phản đối tình trạng trấn áp này, các nhóm xã hội dân sự từ khắp nơi trên thế giới đang thúc đẩy các chính phủ và tổ chức tài chính muốn loại bỏ than đá ở Việt Nam. Hãy gây áp lực với nhà cầm quyền về các hoạt động nhân quyền trước khi gửi khoản tiền cam kết cho Việt Nam. Quan sát quá trình đàn áp đối lập xã hội dân sự của nhà cầm quyền Việt Nam có thể dễ dàng nhận thấy sau khi loại bỏ được giới hoạt động xã hội dân sự có tính đối kháng, những nhóm bị nhà cầm quyền chụp mũ là phản động, thì giờ đây nhà cầm quyền đang nhắm vào các nhóm hoạt động dân sự được cấp phép. Chính quyền sẽ không buông tha bất kỳ ai, dám nói lên những điều gây bất lợi cho họ, cho dù có ngoan về mặt chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Chính phủ Đức lên tiếng về vụ bắt giữ bà Hoàng Thị Minh Hồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d